Quyển thứ nhất, Sấm Giảng, khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo. 912 câu, Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba, biến chuyển đổi rời gia căng. Năm Mèo Kỷ Mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời lý loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đáo binh. Kẻ thời phụ nghĩa bố binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng gìn vẹn hai. Nên điên khuyên nhủ hằng nay, xin trong lê thứ ngày rày tĩnh tâm. Cơ thâm thì họa diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười rêu. Rồi sau sẽ thấy hùm beo khắp trong bá tánh, hiếm nghèo đáng thương. Điên này vững lịnh minh vương, nỗi lịnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong bá tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo, thần tiên quỷ tà, mặc ai bàn tán gần xa. Quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần gánh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Khắp trong bá tánh trần hoàn, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài lột bực, tột bực giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn giật lâm san tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy thuyền truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chớn tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham võng ham dù danh lợi xê sang. Cờ đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Cùng chừng nào mới đặng thảnh thơi, dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền hóa công. Thế gian chuyện có nói không, đến một đến hội mấy rồng thân chẳng toàn thây. Việc đời đến lúc cấn gây, mà cũng tối ngày nối xéo nối xin. Dương trần tội ác liên miên, sau xuống huỳnh tiền địa ngục khó ra. Điên này nối việc gần xa, đặng cho lê thứ biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên tài đài. Đường đời chẳng có bao dai, nên viết một bài cho bá tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Khùng thời bá tớ một thầy, giảng dạy dây đời rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dại còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Bá gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu.
Bây giờ giả dạy giả ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa, lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương Trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đấy cũng cam tâm, ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm. Dạo trong bảy núi cười thầm sứ mang, nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối beng, tiếng huyễn tiếng kèn mặc ý bá ra, hết gần rồi lại tới xa. Dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi, chuyện này cũng lắm tuyệt vời. Giả như Hàn Tín đợi thời loàn trôn, đến sau danh nổi như cồn, làm cho hạng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh Hàn Tín vậy thì mưu cao, chuyện đời phải có trước sau. Điên khùng khờ dại mà cao tu hành, bá gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong dạ chẳng yên, khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mạng theo danh lời ốm o, sẵn của hết hòa đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cửu huyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng phau. Dương Trần bụng dạ nhiều màu, thấy chẳng bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cổ còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người làm đại tâm đạo biết thừa tới đâu. Bá gia mau kịp lo âu, để sau đối đầu chẳng đặng toàn thây. Việc đời nói riết thêm nhầy, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chín ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, cánh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên biếu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đến dựng. Đây dùng kế hay, bây giờ mắc việc tà tây, nên mới làm vầy chỗ khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt vè nối bím người hung. Điên này nói chí theo khùng, như thế đây dùn đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, vài ba năm nữa biết mà tà tinh. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho bá tánh mặc tình nghe không. Việc điên điên xử chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhún trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo quê thế rắc cơ rơm, rồi sau mới biết rắc rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây khắp đến thảm thê, quân lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự rán ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì răng ra, khuyên đừng xài phí xa hoa. Ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay ghét tới xem lui, chừng gặp
túi mùi bá tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời bán bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điên gay trèo quế dạo miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Bá gia ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa. Những việc thiên cơ khi già lúc lại trẻ thơ. Giả quê giả dốt khắp trong thị thiềng, đi chiều đi nhiều càng thảm càng phiền. Lên rơi xuống vịnh nào yên thân già, tay chèo miệng lại hát ca, ca cho bá tánh biết đời loạn ly. A Di Đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, đẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho bá tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này giành giật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thiền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà của thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tây, bắt ngưu bắt cầy đặng chúng làm ăn. Chừng đâu niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê muội lầm than, ăn bạ nói càn tội lỗi chín ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đặng kề tiên bang. Nói nhiều trong dạ xốn sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài ra coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Bá gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọa lãnh dạy dân. Dương trần nhiều kẻ tham sân, cứ theo bím nhĩa xa gần người điên. Lòng buồn muộn lấy bút nghiên, viết cho trần hạ bớt phiền lo tu. Thương đời nhớ chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong bá tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, rán tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ họa thâm, đặng cho bá tánh tĩnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê thứ được rành đường tu. Nay đà gần cuối mùa thu hết ngu, tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, dắt dìu bá tánh trần miền tiến bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho bá tánh được nhàn tấm thân. Thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đà bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lê thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ còn uống lắm dân ơi. Hồng trần biến khổ thấy rồi, biến khổ thấy rồi, rán tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nỗi đắng nỗi cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tấm trí rán trì, sau này sẽ thấy việc gì nên may. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt dùm cho. Dương trần lắm chuyện đối co, phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành. Kệ khinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật rành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bi ai chẳng nói, vắn dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thánh cao.
Hồng trần lão khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kĩa ghét người ưa, điên chẳng nối thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nối vang rân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tái lấp mắt mơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bệnh dị kỳ nó coi. Dương gian chậu úp được vui, giấu đầu rồi lại cũng loài sau đuôi. Nói nhiều mà dạ chẳng nguôi, việc tu bá tánh bắn lùi như tôm. Tướng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giựt nồi cơm của người. Thế gian nhiều chuyện nực cười, tu hành chẳng chịu lỗ cười lỗ khinh. Người già ham muốn gái xinh, đến sau chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xía bêu quào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thảnh thơi, ngay cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Bá gia hãy rán mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện hiền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tĩnh tâm. Đến đâu đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biếng bay, cá kia biếng lội, khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ trần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chớn lý hết lu, khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi say, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ vương, ham mê đắc kỷ là phường bội cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho bá tánh biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải rán lo trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dẫn ôi. Tu hành như thế thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Miêu sâu thì họa cũng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chín ghê. Hùm beo tây tượng bộn bề, lại thêm ác thú mãng xà rít to. Bá gia ai biết thì lo. Dèm xiếm đôi cua ích gì, hết đây rồi đến dị kỳ. Siêu cao thuế nặng vậy thì thiết tha, dân nay như thế không cha. Chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương, thứ này đến thứ minh vương. Nơi chốn Phật đường mặt ngọc ủ ê, cảm thương trần hạ nhiều bề. Bởi chúng tàn bạo khó hề Phật tiên, chúng ham danh lợi điền viên. Ngày sau đến việc lị phiền suốt canh, kệ kinh tụng niệm đêm thanh. Ấy là châu ngọc để dành ngày sau, bây giờ chưa biết vàng thau. Đời sau kính trọng người cao tu hành, nam mô miệng niệm lòng thành. Bá gia phải rán biết rành đường tu. Thương ai ham võng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như vá múc thêm, mãng to tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, văng mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngông nói quả đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cưỡi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng hạn chẳng nại tấm thân,
nắng mưa chẳng quản tạo tần ai hay. Chừng sau đến hồi rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quế tay gây, thuyền đi nước ngược đến rầy Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giã đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu dương trần. Bá gia tiệu lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chí. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bày trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tiệu đông vầy, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới đây bá tánh làm ngơ, buồn cho Lê Thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa Hồng Ngự một khi, thắng đường trực chỉ điên đi Tân Thành. Tới đây ra mặt người rành, nối chuyện thiệt sành thông. Đạo cho nhiều người súng lại đôi qua, chê lão đưa đòa mà biết việc chi. Thấy đời động tánh từ bi, điên chẳng bắt tì quần mách việc xa. Khoan khoan chơn nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài vàm. Đói nhìn mấy nọ trắng lam, điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sướng bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân khờ bắp khoai. Dã người bán cá bằng nay, dân chúng ngày này súm lại mua đông. Tới lui giá cả vừa xong, điên cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười tần hạ lắm ôi, giảng cho bá tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho Lê Thứ quầy đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, quầy thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Dã người tàn tật một khi, xuống vàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hui mà biết đạo lý, mời cùi lên chơi. Bàn qua kiếm cổ một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, dã gái không chồng đi bán cau tươi. Thấy dân ở chợ nực cười súng nhau, trêu ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lắng mạ ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giã đùi cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giã ra cây lộn nối toàn tiếng Tây. Tây Nam trà chệt chú thầy, nó thấy làm vầy chẳng bắt ngại nghi. Xuống thuyền quầy quả một khi, chèo lên Vĩnh Tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng kia chùa Am, xuôi dòng núi Sập đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rau việc gần xa, bồng lai tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây, ấy là tái lịnh phương Tây cho kẻ bạo tàn. Kiến thấy thần tiên, có người nối xéo nối xiên. Chú muốn kiếm tiền nối bạt bá gia, nối gạt bá gia. Thoáng nghe lời nối thiết tha, rưng rưng nước mắt chèo về mặc dưng. Tay chèo miệng cũng rao chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đỗ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không.
Hết tay điên lại nỗi đông, có ai thức tỉnh để lòng làm chi? Mặc dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì làm nao vàm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy vòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có quân nghiệt thú nút mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nọ băng the, hãy rắn độc vè của kẻ khùng điên. Khỏi vàm điên mới quầy thiền, xuống miền cáo lãnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm ai của thù hèm, chửi mắng cũng cam, cho tiền cho bạc chẳng ham. Quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi, nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phóng Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới chi rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đừng khôn ngồi. Thương xót bá gia, kiến vàng làng nọ chẳng xa. Kịp mau tới đó vậy mà thử coi, xứ này nhà cửa ít ôi. Mà trong dân sự nhiều người chơn tu, thấy người đối rách xin xu. Ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bộn bề rõ ràng, đến lúc đã kề bến ghe. Dã người tàn tật đốn xe, rồi lại nối về rồng việc thiên cơ. Hết về rồi lại nối thơ, làm cho bá tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nối xong, đi luôn ba cụm kiểu lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết về thơ, dã người bán mắm quá khờ quá quê. Chợ rầy thiên hạ bộn bề, kẻ nhún người trề, chê mắm chẳng ngon, bạn hàng tiếng nói quá giòn. Giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ níu người trì, ở đây không bán thì chị thì đi đâu. Dứt lời rồi lại cau mâu, mắng quân đĩ chó khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho quạ, muốn làm cho của người dậu đồn, biến mất xác hồn, cho chúng chín ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lãnh dựa kề giá bán trầu cao. Bạn hàng xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người môi, quản câu kẻ giấu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rỉa khó tham, nó tham bị thêm quê rốt, nó làm thẳng tay. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng lính ta liền thế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cậu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chưng khổ não mới là nỗi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi, thoát nạn một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong giả hết tham, ghê người biến mất quê làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi quê đi bối khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Dạo cùng khắp cả thạ xài thành, khi ca khi lý nối rành thiên cơ. Bá gia bá tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nối thơ nối tiền kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặc ai ghen ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nối bừa cho bá tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què gia đình thẳng sông. Què này đường xá lẩu thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm bá tánh nghe ghê, thêm mới thêm nối bộn bề những việc về sau. Dương trần bàn tán thấp cao,
Chẳng biết người nào rõ việc tiên tri, giã từ giã định một khi. Thuyền loan rực chỉ đến thì Cần Thơ, tới đây giã quỷa quá khờ. Vợ điên chồng lại đứng hờ một bên, phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ súng nhau rêu cười. Thị thiền hiền đức được mười, phần nhiều súng lại chê cười người điên. Vợ thời cá hát huyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bá gia quê thế rắc rơ rắc rơm, ai cũng sẵn hầm đặng có quẹo chơi. Điên mà cá hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng nối chẳng suốt đâu đâu, lòng quá thảm sầu. Lìa lại Vĩnh Long, chợ quê giảng dạy đã xong. Thuyền hoan trực chỉ đến rầy Bến Tre, chợ này đậu tại Nhà Bè. Giã chị bán chè dạo khắp các nơi, giọng rau rập tiếng kim thời. Rước rước mời mời anh chị mua ăn, trẻ già quá lại lăng xăng. Nối nối rằng rằng những việc bướm ong, cánh chè bán hết vừa xong. Điên cũng nối lòng ròng chuyện khổ về sau, nối rồi chớn nước mau mau. Lìa xa thiền thị đến thì thôn quê, đi đâu cũng bị nhún trề. Kể lại cười thề nối lũ bá vơ, thấy đời tái lấp mắt ngơ. Lúc ở trên bờ khi lại đi ghe, dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre. Đủ lực thơ về lìa lại Trà Vinh, tới đây bày đặt hát kình, đua nhau bán thuốc mặc tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông, trách trong Lê Thứ không lòng từ bi. Gặp người nỗi khó nỗi khi, điền viên sự sản ai thì làm cho. Dạy rồi thiền lại Mỹ Tho, khuyên trong trần hạ rán lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi dương trần của Phật, vậy thì xuống đây chợ quê giáp hết thuyền quay. Đi trở lộn về ông trưởng giảng dân, quản chi nắng sở mưa tần. Chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi, thảm thương bá tánh lắm ôi. Bồng lai tiên cảnh rao rồi một khi, nếu ai rảnh việc thì đi. Quản mắc nợ thì ở lại dương gian, của người xứng hiệu ông quan. Tên thiệt phân trường ở dưới dinh ông, thấy đời cũng bắt động lòng. Ghé vào tệ xá thẳng sông lên nhà, minh người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng. Người mà khinh khi, người nhà cảm tạ một khi. Cúng năm các bạc liền đi nuôn bồng, xuống thuyền suối nước chẳng xong. Ghé nhà chủ phối xiêm lòng đạo ba, ngồi chơi đạo lý bàn qua. Mấy bà có biết lúa mà hay bay không, có người đạo lý hơi thông. Xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rầy, điên nghe liền mới tỏ bày. Lúa bay về núi rành rầy ngày sau, hồi qua tu niệm âm hao. Không biết câu nào trái ý đạo ba, buồn đời điên mới bước ra. Tay gây chèo quế dạo mà khắp nơi, đi hoài chẳng có nghỉ ngơi. Miệng cũng rao mời tiên cảnh bồng lai, có người xuống bến bằng nay. Mách chơi ít tiếng người rầy mạng phong, nhà ngươi thiệt chẳng có lòng. Đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi, thương đời ta luống sầu bi. Đòa đi tới chốn ăn thì bao nhiêu, điên rằng tôi chẳng ham nhiều. Bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham, điên này bụng chẳng có tham. Ghe đã chở đầy chật nứt trong môi, già đây cũng chở cầu vui. Vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây, thấy người lòng dạ tà tây. Thân tôi làm vậy ông chẳng vô cho, trong môi đã mát lại khô. Tôi có đủ tiền mà trả cho ông, trong môi dòm mấy trống không. Bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, cho người hung bạo biết ta. Thuyền người biết
biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, trèo lên trèo xuống vậy thì cũng rao. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chơn tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hạ đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở Nôn Cày Vua Nghiêu. Tới đây trong dạ buồn hiu, bỏ ghe điên cũng đánh liều thưa ô chưa thôi. Giã ra một quẻ Hàn Nồi, khắp trong hàng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng có thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn nắm dây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quá căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói rêu rêu cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Giã từ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chơn. Trước sau bày tỏ nguồn cơn, vì thương Lê Thứ chi sầm lòng đây. Có người lối xóm muốn gây, xin sáu trái bắp liền quầy. Súng ghe ghe điên vốn thiệt ghe ghe bia, mà lại điên nhè nước ngược chẳng xong. Ra oai thuyền chạy như rông, ngoài người nhà xuống bến trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá hay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhẹ hoài buồn dạ người xưa. Đời nay mỏng tợ màn thưa, khuyên trong Lê Thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng hề mau lâu, miễn cho bá tánh gặp chầu vinh huê. Thương trong trần hạ thảm thê, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hẩm hôi, không đất cắm rùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đứng lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương. Ai hoài có người ổ xóm bằng nay, bị mất trộm rầy đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đường hờn hận duyên. Điên nghe vội vã quầy thuyền, dùng khoa quây bối giải phiền phàm nhân. Quây rồi bày tỏa thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi dạo xóm một khi, đi lên nhà thì giã gạo mà chơi. Nhà vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì phá nước nóng trong, chớ đừng phá rượu nó hồng kỵ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay nói, nó nói ngày ngày rầy thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cãi cọ làm chi. Bước ra nhà nọ một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ chả trôi. Vào nao rầy đã đến rồi, quầy thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát huê tình, đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhuốm lao sao, giã bận áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trĩa thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự. Áo màu quá ngon, nhắc ra đông tấm lòng son. Buồn cho Lê Thứ sao còn hám vui, ở đây một buổi ghe lui về trên bảy núi bùi ngùi thương dân. Thầy trò chẳng nại tấm thân, rảo khắp Nôn Tần bận nửa thử quê. Chơn tu thì quá ít ôi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa am của người dạy rồi bắt quá nực cười. Thầy tu nhiều kĩa biếng lười quá hay, trĩa già biến hóa ai hay. Dạo trong bảy núi chẳng nài cống lao,
rú rừng lúc thấp lúc cao, giã ra nghèo khó vào nhiều ám vân, tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau phần gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem lợi xích xiềng trói chân trói thân. Lìa xa bảy núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giã kẻ không tiền, rão khắp thị thiền xin bỏ bá ra. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về nôn cũ đặng mà dạo chơi, nôn tin gió mát thảnh thơi. Nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhổ xa, xuống trần lúc hát lúc ca mà trống lê thứ, có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi thần, trần hạ nỗi gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ưa, thiên cơ ai dám nối thừa mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng. Xuống thuyền chèo quế thung dung, đi dậy đủ chỗ khắp cùng thử coi, rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi viên biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có con, có cơn khi say khi tỉnh lúc hờn số căn. Dương Trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên, ở đâu mà tới thị thiền. Lính chẳng bắt xiềng nó lại bốt đi, lòng thương vi tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, Long Xuyên xa điếc nối rồng vè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê, buồn trong lê thứ ủ ê Sóc Trăng chợ ấy. Thuyền kè đến nơi, đến đâu thì cũng tả tơi, nối rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường trốn tránh mà đi. Lìa xa đô thị một khi thuyền loan trực chỉ, đến thì Bạc Liêu chợ đầy tàn ác quá nhiều. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố vườn dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị ráo trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏa bày. Cho trong bá tánh chợ này rõ việc, dãy đầy lao lý về sau, đường đi lao khổ xá bao. Miễn cho trần hạ biết vào đường tu, tu hành đâu có tốn xu, mà sau thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đằng Vân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hòng đến đây. Xưa kia bão lụt tỉnh này, mà sau cảnh khổ từ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nọ chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cũng khắp nơi. Khuấy đây Bà Rịa tách vời, đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ hóa mười, nối cười cười bán thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, côi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng xào xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, rán lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân tu cho màn toại tấm thân. Đừng làm tàn ác xa lần tiến bang, hát kêu bơ kẻ giàu sang. Rán lo làm phước làm doan mới là, đến lâm cảnh khổ của ta. Với lịnh Phật Bà cứu vớt dùm cho, tu hành phải rán trì mò. Gặp lão đưa đò đừng có khinh khi, dạy rồi thầy tớ liền đi. Biên Hòa đến đó vậy thì xem qua, đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong bá tánh vậy mà tĩnh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, rán mà trì trí đặng tầm huyền cơ. Tân An dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh,
điên ra sức giảng mặc tình nghe không. Giảng rồi dầu một thẳng sông thiền thị giáp vòng thứ chốt là đây. Thương dân giảng dạy đẩy dậy đầy rão khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng không biết đời khổ lúa mừng lúa vui. Nhắc ra dạ nọ nào nguôi từ đây lục tỉnh đuôi cùi thiếu chi. Nỗi mà trong dạ sầu bi bá ra chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham nỗi nọ nỗi này lặng yên quay thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bám khoai vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khùng thời quê ngự núi Sam còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cày ngày nay nhường lại cảnh này chúa điên. Xuống trần dạy dỗ hiên thiên dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn lời điên khuyên nhủ như đờn bá nha. Thị thiền khắp hết gần xa từ đây sắp đến quê nhà diễn đi. Từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi. Thầy thì hệ liệu tớ thì hệ tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm. Khắp trong các nước thầy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quỷ báu thơm tho, đừng ham với gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý, kính vì mẹ cha. Sau này xấu bắt hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chầy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Dương trần phải rán làm hiền. Đừng trọng bạc tiền bỗ nghĩa bỗ nhân, người hung phải sửa cái thân. Từ đây có kẻ du thần xét xuôi, chuyện người chớ móc chớ môi. Hãy treo gương thiện mà xuôi lấy mình. Ai thương ai ghét mặc tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây vương lịnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu bá gia. Thấy đời lòng dạ Tây Tà cứ theo chế nhạo. Cười mà người điên ngồi buồn quễ chuyện hiên thiên. Chẳng có ham tiền cũng bị ghét vơ. Viết cho bá tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lấm lem, thấy cảnh sương sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Từ rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần ngay đáng sầu bi, nên điên nói mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải rán lỗ lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bày, dạy trong trần hạ ngày rày rán nghe. Đừng khi nhà lá tròi tria mà xăng cột lớn tù xè hay ăn. Lúc này điên mắc lăng xăng, dương trần biết đặng đạo hằng mới thôi. Chẳng ham cúng kiếng chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tồi đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thau, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo
cắn ổ, hiểm thù mới yên, đừng ham giành giật của tiền. Người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu, nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói giết lận dần lân, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiên. Nam mô A Di Đà Phật. Bửu Châu công luyện chốn luôn tần, sơn thủy môn giang bảo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân.